Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV, đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Huyện ủy Hà Quảng vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân trên địa bàn thị trấn Thông Nông. Trong không khí thẳng thắn cởi mở, người dân kiến nghị nhà nước nâng cấp các tuyến đường tại khu vực thị trấn, làm mới nhà văn hóa các tổ dân phố, nâng cấp trụ sở làm việc Ủy ban Nhân dân thị trấn Thông Nông, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, siết chặt công tác quản lý sắp xếp chợ phiên, đầu tư các hạng mục kết cấu hạ tầng để thị trấn đạt đô thị loại 5, xây kè chống lở tại các khu vực bờ sông chống xói mòn, nâng cấp cống thoát nước tại khu vực thị trấn tăng cường quản lý, và khai thác khu di tích Pia Lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị và giải đáp một số ý kiến, hứa sẽ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp cho cán bộ, viên chức, xã phường và các chủ hộ, hợp tác xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt 11 chuyên đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, tổng quan về phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, sự cần thiết của chương trình mỗi xã một sản phẩm, mục tiêu và nội dung cơ bản của chương trình ô cốp, hệ thống tổ chức và nhân sự chương trình ô cốp, các khái niệm cơ bản trong chương trình ô cốp, chương trình ô cốp, bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ dự thi ô chính sách hỗ trợ phát triển các chủ thể tham gia chương trình ô cốp và chuyên đề liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Huyện Hòa An vừa tổng kết mô hình chăn nuôi bò sinh sản hỗ trợ hội viên nông dân giảm nghèo tại xóm Bình Lương, xã Hồng Việt. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản thực hiện tại xóm Bình Lương, xã Hồng Việt với 7 hộ tham gia, theo cơ chế và nhân dân cùng làm. Mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng với vốn đối ứng đã mua được 7 con bò giống đến nay đàn bò đã sinh được ba con bê trước đó các hộ được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản kết quả mô hình chăn nuôi tại xã hùng việt có thể nhân rộng đại trà cách làm đến các xã trên địa bàn tỉnh việc triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản hỗ trợ hội viên nông dân giảm nghèo tại xã hùng việt bước đầu đã đem lại hiệu quả làm thay đổi nhận thức của nông dân về ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững. Tại huyện Bảo Lạc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lớp tập huấn thể dục thể thao cơ sở cho 55 học viên là cán bộ, công chức viên chức của 17 xã thị trấn. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị một số kiến thức cơ bản về quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thể dục thể thao pháp luật về thể dục thể thao, sửa đổi bổ sung, hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao cơ sở, phương pháp xây dựng chương trình kế hoạch phát triển thể dục thể thao cơ sở, kỹ thuật cơ bản các môn thể thao và phương pháp trọng tài các môn thể thao, môn bóng đá, cầu lông, bóng chuyển hơi, đẩy gậy, tung còn, kéo co. Qua lớp tập huấn nâng cao nhận thức về quan điểm đường lối chỉ đạo của Đảng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao, nâng cao trình độ chuyên môn để tổ chức các giải thể thao, phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 2 tháng 11 đến 17 giờ ngày 3 tháng 11, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 98.111 trường hợp. Trong đó có 97.558 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 10 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 2 trường hợp, huyện Hà Quảng 2 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Quảng Hòa 1 trường hợp, Huyện Trùng Khánh 4 trường hợp, các huyện còn lại không có ca mắc mới. Hiện cao bằng có 11 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 82 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, 5 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 97.954 trường hợp. Đến nay tổng số tử vong do Covid-19 là 61 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 579.363 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, tổng cộng test nhanh là 425.452 mẫu. Thế tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chính thức thăm Campuchia. Ngày mùng 8, 9 tháng 11 và dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 11. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển ổn định. Hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến hội đàm với Thủ tướng Hun Sen và cùng Thủ tướng Hun Sen tham dự phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam Campuchia. Hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Say chung, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và gặp một số lãnh đạo cấp cao của Campuchia. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự trực tiếp những hội nghị cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Các hội nghị cấp cao lần này đánh dấu sự nối lại trao đổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo sau hơn 2 năm gián đoạn do Covid-19. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao, đây sẽ là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi về những nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, thảo luận về nhiều vấn đề chiến lược ở khu vực và thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao của ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến tham gia hơn 20 hoạt động và có những cuộc gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế để trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm. Tạp chí US News World Report của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu, Việt Nam có 5 trường trong bảng xếp hạng. Trong bảng xếp hạng vừa công bố, Việt Nam có 5 trường được xếp hạng, gồm trường Đại học Tôn Đức Thắng thứ 223, trường Đại học Tây si Tân thứ 317, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 970 thế giới và 258 châu Á. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thứ 1116, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thứ 1570, Trường Đại học Y Hà Nội mới tham gia nhưng chưa được xếp hạng. Đánh giá khách quan, các cơ sở giáo dục đại học bằng 13 tiêu chí tập trung vào uy tín nghiên cứu qua khảo sát và chất lượng nghiên cứu qua phân tích dữ liệu khoa học được công bố trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, chỉ những cơ sở giáo dục đại học có tối thiểu 1.250 bài báo được xuất bản năm 2016 đến năm 2020 mới được xem xét các trường phổ thông thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt lùi giờ vào lớp buổi sáng sau yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Khung giờ vào lớp mới đã được đa số trường áp dụng từ ngày 7 tháng 11. Dù Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường được chủ động thiết kế xây dựng giờ vào học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và tình hình giao thông, tuy nhiên hầu hết các trường áp dụng mốc sớm nhất mà Sở quy định. Theo đó, giờ học buổi sáng sớm nhất của trẻ mầm non, học sinh tiểu học là 7 giờ 30, trung học cơ sở là 7 giờ 15 và trung học phổ thông là 7 giờ. Nhìn chung thời gian lùi 15 phút so với trước không đáng kể nên công tác quản lý không bị ảnh hưởng nhiều, học sinh vẫn đủ thời gian ăn bán chú tại trường hoặc về nhà nghỉ ngơi. Hiện các trường đã gửi thông báo cho học sinh phụ huynh về việc lùi giờ học buổi sáng. Để tạo điều kiện cho những phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường phải mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30, đồng thời khuyến cáo những trường nằm trên một đoạn cung đường cần bàn bạc để đưa ra thời gian vào học ra về lệch nhau, tránh làm ùn tắc giao thông cục bộ. Trước đó, đa số trường phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh vào học lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, tùy quy định từng trường, học sinh có mặt trước thời điểm này 5 đến 15 phút để kịp giờ, nhiều em phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường. Việc này khiến phụ huynh và nhiều chuyên gia lo ngại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh khi các em không ngủ đủ giấc. Giờ vào quá sớm khiến nhiều học sinh không kịp thời gian ăn sáng, phải ăn vội vàng khi ngồi trên xe, ngủ gật khi đến lớp. Sau khi ghi nhận phản ánh và nguyện vọng của nhiều phụ huynh, ngày 27 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quy định về thời gian sớm nhất bắt đầu giờ học buổi sáng, yêu cầu các trường ra soát và điều chỉnh nếu sớm hơn mốc này. Sau 3 năm phải tạm dừng vì dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai trở lại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi. Theo kế hoạch thời gian dự kiến tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ kéo dài từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 tới ngày 8 tháng 7 năm 2023. Lễ hội năm nay bao gồm cuộc thi trình diễn pháo hoa và các hoạt động đồng hành, dự kiến sẽ có 8 đội thi, gồm 7 đội quốc tế và đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam trình diễn trong 5 đêm thi. Mỗi đội thi sẽ trình diễn trong khoảng thời gian 20 đến 22 phút theo chủ đề được thống nhất. Quy mô sân khấu, các chương trình nghệ thuật và hoạt động đồng hành được yêu cầu phải hoành tráng, bài bản có sự tương tác rộng rãi. Dự kiến tổng kinh phí do đơn vị được lựa chọn tổ chức chi trả vào khoảng 150 tỷ đồng ngoài ra các nội dung đảm bảo nhiệm vụ của thành phố do ngân sách chi trả. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11, dự báo nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C. Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về mưa, dự báo tổng lượng mưa khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều, từ 20 đến 30% khu vực vùng núi phía Bắc thấp hơn 30 đến 50%, khu vực Trung và Nam Trung Bộ Tây Nguyên cao hơn 5 đến 10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khu vực Nam Bộ cao hơn 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong tháng 11 có khả năng xuất hiện khoảng 1 hoặc hai xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ tập trung trong nửa cuối tháng 11 năm 2022. Chuyển sang tin quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố các dữ liệu mới nhất cho thấy năm nay dịch cúm mùa đến sớm và nhiều ca mắc hơn một cách bất thường. Điều này dẫn đến số ca nhập viện tăng cao so với các mùa cúm khác trong hơn một thập kỷ qua. Theo CDC, ước tính đã có ít nhất 880.000 trường hợp mắc bệnh cúm trên toàn nước Mỹ, trong đó có 6.900 trường hợp nhập viện và 360 trường hợp tử vong. Vùng ảnh hưởng của bệnh cúm đã lan rộng ở hầu hết các khu vực, trong đó tập trung tại vùng Đông Nam và Trung Nam nước Mỹ. Cơ quan này cũng khuyến cáo mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vaccine phòng cúm mùa hàng năm nhằm ngăn ngừa nhiễm bệnh cũng như phòng biến chứng nặng và tử vong. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ 10 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.